Bây giờ nói gì có lúc chờ đồng bào gọi vào, chú Giống sẽ chia sẻ về tình hình thế giới nè. Tình hình thế giới đó, đặc biệt là cái mùa bầu cử ở tại Mỹ nè, nó liên hệ quan trọng với tình hình thế giới lắm, quan trọng lắm. Và nếu mà lãnh đạo nước Mỹ đó, hai bên Dân Chủ và Cộng Hòa, tụi nó vẫn tiếp tục và ù lì bê trễ, không nghe lời Thánh Gióng Di Lặc Phật Vương dạy bảo, thì nước Mỹ sẽ có một khoảng thời gian rất là bấn loạn. Thậm chí ở tại tòa Nhà Trắng thiếu bóng Tổng thống Mỹ. Tức là không biết làm sao mà Thượng Đế cho sức hồn. Ngài cho thấy chú Giống ghé tòa Bạch Ốc thăm bạn bè ở tòa Bạch Ốc, thì thấy nơi đó nước ngập rồi nước rút xuống thì còn bùng sình lầy đó, nó tới mắt cá vậy đó, bùng sình không à, ở tại tòa Bạch Ốc. Rồi nhân viên ở đó dọn dẹp, tức là dọn dẹp thì chú Giống tới kiếm chỗ đậu xe, đậu ngay trước gần chỗ cổng ra vào của tòa Bạch Ốc trong cái đêm mà Thượng Đế cho sức hồn á. kiếm chỗ đậu xe không có, thành ra mới đậu sát ngay chỗ cách chỗ cái cửa ra vào khoảng chừng 5-7 cái xe. Thì chú Giống mới đi bộ ra thì thấy là bùn nước nó ngập, nó vừa rút xuống thì nước nó, tức là bùn nó tới mắt cá vậy đó. Những người nhân viên ở đó thì dọn dẹp ở đó thì bùn đầy mà. Thì chú Giống mới đi vào bên trong, mới hỏi là đậu xe chỗ đó được không, có bị kéo không. Thì mấy người đó trả lời, nói ông ơi không kéo đâu, ông đậu xe ngay trước ngay cửa chính cũng được, không sao. Thì lúc đó chú Giống thấy là nhân viên đang dọn dẹp, dọn ra dọn vô dọn dẹp, thì chú Giống mới hỏi ủa tổng thống đâu rồi. Thì lúc đó nhân viên trả lời nói tổng thống không còn ở đây nữa. Rồi mấy người nhân viên ở đó nói mời chú Giống ở lại dùng cơm trưa, sẵn ở lại dùng cơm trưa luôn, mời lunch. Nói đang làm lunch sắp xong rồi, rồi ông ở lại dùng cơm trưa luôn. Tổng thống không còn ở đây nữa. Đó là cái điểm không tốt cho nước Mỹ. Chưa hết, trước đó không lâu thì Thượng Đế cho xuất hồn, thấy là có một Tổng thống Mỹ chết. Thì chú Giống kiểm soát vào nhà xác, dỡ cái tấm da trắng ra, coi mặt coi thực sự là Tổng thống Mỹ có chết hay không. Tại vì nghe họ nói mình không biết có tin thiệt hay không. Đây là cái chuyện trong lúc mà Thượng Đế cho xuất hồn. Thì chú Giống mở cái tấm da trắng ra thì thấy đúng vậy, khuôn mặt Tổng thống nằm chết. Mà khuôn mặt đó là ai chú Giống đã nói rồi, và ngày hôm nay chú Giống không cần phải nhắc lại. Và đó là một cái điểm không tốt nữa. Bởi vì
mấy đời tổng thống rồi, tụi nó chưa chấp hành. Ít nhất là 4 đời tổng thống tụi nó chưa chấp hành. Và Thượng Đế Toàn Năng Ngài rất là buồn. Đó là nói riêng về nước Mỹ. Và cái mùa bầu cử này đó, nếu mà không khéo á, thì sẽ có bạo loạn ở nước Mỹ. Và cái sự việc đó đó sẽ gây ra những xung đột rất là kinh hoàng, khó khăn. Đến cả thế giới. Và bọn thừa nước đục thả câu, bọn đầu cơ tích trữ và bọn hung dữ ác độc, bọn độc tài và bọn tự do quá trớn, bọn thế lực ngầm nó sẽ tung hoành. Và lúc đó là cái lúc mà Thượng Đế Toàn Năng sẽ ra tay trước. Trước khi chúng nó gây gì? Chiến tranh, gây chiến tranh kinh hoàng khốc liệt. Ở đây chú Giống nói là lỡ phóng lao là theo lao, chiến tranh nguyên tử á, tụi nó đã dàn dựng nhiều thập niên rồi. Năm 2003, Thượng Đế Toàn Năng đã ra lệnh chú Giống phá vỡ trận đồ chiến tranh nguyên tử. Năm 2019 cho đến bây giờ, Thượng Đế ra lệnh phá vỡ trận đồ chiến tranh nguyên tử lần sau cùng. Và không khéo, Thượng Đế sẽ ra tay trước khi bầu cử ở Mỹ đó. Đừng ngạc nhiên. Và đương nhiên khi Thượng Đế ra tay thì ở Á Châu cũng không có bình yên đâu, có nghĩa rằng là sẽ có biến thiên ở tại Á Châu nữa. Mà lúc đó thì ở tại Á Châu thì nếu mà hàng ngàn đập nước nó sập thì thôi, thì khốn nạn dân Á Châu nói riêng, rồi lũ lụt sóng thần nó quánh qua tới Mỹ Châu luôn nữa. Biển Thái Bình Dương mà. Đó là chưa kể khắp nơi trên quả địa cầu quý thần thiên nhiên cùng nhau làm việc nữa. Kinh hoàng lắm. Thôi thì chúng ta cầu nguyện cho nhau, nhắc nhở cho nhau trong tình thương yêu đùm bọc tha thứ cho nhau. Riêng mấy em mà tham nhũng hối lộ, độc tài, hung dữ ác độc, tự do quá trớn, đạo đức giả, các em phải làm bổn phận của các em, sám hối gấp, lập công chuộc tội khẩn cấp, bởi vì các em không còn nhiều thời giờ nữa đâu. Rồi, đồng bào có ai gọi vào không? Nếu không thì chú Giống cũng có thể xin tạm biệt chương trình ngày hôm nay, bởi vì cũng là 6 tiếng đồng hồ rồi. Bên đây là 9 giờ sáng, chú Giống chưa có thời giờ ăn cơm chiều hôm qua nữa, phải là tao đói bụng, có cháo đậu xanh kìa, bên này có đậu bắp nữa kìa, cơm hâm rồi kìa. Ok. Rồi, kể như không ai gọi phải không? Không ai đặt câu hỏi gì phải không? Chúng ta còn khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa. Nhớ copy được hình ảnh của Thượng Đế.
Nhớ nha, chú giống nhắc nhở luôn tụi em mấy cái đứa mà bày đặt cái dàn dựng này kia đồ để mà lấy uy tín Phật pháp ở Việt Nam thì kia, tụi bay đâu có tu hành gì đâu, tụi bay đừng có bố láo bố điếu nữa, tụi bay phải nghe lời Thánh Gióng Di Lặc Phật Vương dạy bảo, tụi bay đừng có viện lý lẽ, đừng có gì hết á, tao đã nói rồi, tụi bay không nghe lời tao dạy bảo lần lượt tụi bay sẽ bị rớt mặt nạ, và cái đau buồn nữa là tụi bay sẽ bị nhốt lại đây nè, không ai can ngăn được đâu. Bản án của mấy em mấy cháu là đã có hết rồi, sổ trời có ghi rồi, lường gạt bá tánh, tụi bay đâu có tu hành Phật pháp cái gì đâu, tu mà không thờ thiên thượng không biết thiên thượng là ai luôn, bát chánh đạo mà tụi bay dịch tầm bậy tầm bạ không à, tụi bay thiên thượng tụi bay nói là bầu trời, thiên hạ tụi bay nói là đất, duy ngã độc tôn là chỉ có tụi bay á, đó, chỉ có nhân loại mới là trên hết, chỉ có ta mới là trên hết, là chỉ có chính mình mới là trên hết, là tụi bay bị quỷ nhập chứ tụi bay biết gì về mà bát chánh đạo bu láo bu liếu hết ý kiến tụi bay luôn nó xạo thầy chạy luôn nha, tụi bay quá sức tưởng tượng là tao cũng không. Rồi là tụi bay cái đám mà siêu quốc danh với cái bọn mà Việt Giang kêu bằng và cái bọn mà trụ trì mẹ rồi tụi bay mà âm mưu với nhau hết, tụi bay dịch bát chánh đạo, tụi bay dịch là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định gì đó, cái tụi bay tám chữ mà tôi phải dịch cho cái gì mà chánh 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 tám cái chánh này, tám chữ đây là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, phải dịch từ chữ thiên là gì, thượng là gì, rồi thiên là gì, thiên nữa tức là thiên đó, rồi hạ là gì, duy là gì, độc là gì, duy ngã độc tôn, duy là tới ngã, ngã là gì, độc là gì, tôn là gì. Thiên là thiêng liêng, là thiên nhiên cùng càn khôn, thiên loại, linh thiêng, thượng là thượng đế toàn năng, thiên hạ có nghĩa là chúng sinh, trong đó có con người chúng ta, thiên hạ chúng sinh sự sống, thiên hạ cảnh vật cùng càn khôn, thiên hạ chúng sinh sự sống các từng giới, từ mà loài người cho đến súc sinh, thiên hạ, và trong đó có thế giới siêu nhiên nữa, và ngay cả có thế giới siêu nhiên ác quỷ, hẳn nhiên có thế giới siêu nhiên thiên loại nữa, thiên hạ còn có nghĩa là như thế nữa, mà đặc biệt thiên thượng là thượng đế toàn năng, cái đó là quan trọng nhất á, duy là duy nhất, ngã là đường là cách sống, ngã ba ngã tư ngã nào, ngã đường đường đi cái ngã nào, mà ngã này ngã độc tôn, con đường mà độc nhất duy nhất là phải tôn trọng quý mến tất cả, mà trước tiên là phải tôn trọng quý mến tôn thờ thiên thượng là thượng đế toàn năng, ý nghĩa thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn là thế. Tụi bay dịch tầm bay đó bà, bao che gì nữa, chờ Di Lạc Vương, Di Lạc Phật Vương xuất hiện để học đạo. Tao là Di Lạc Phật Vương nè. Đứa nào phản đối lên đây nói chuyện với tao.
Tao xin đồng ân thiên điển của Thượng Đế Toàn Năng soi sáng cho bất cứ đứa nào lên đây phản đối tao, tao sẽ hướng dẫn. Tao đại diện Thượng Đế, tao dạy dỗ tụi bay, dạy dỗ đứa đó một cách danh chính ngôn thuận, có đồng bào bá tánh chứng giám, rộng đường dư luận. Đây là Trần Quang Đại, Đài Quang Trận, Trần Quang Đại Việt Vương Đạo. Đạo thờ cha trời Thượng Đế Toàn Năng, thờ thiên thượng đó. Đứng mà cậu em, chú em Phật Thích Ca tôn thờ, thờ thiên thượng là Thượng Đế Toàn Năng đó. Ừ. Đây nè, Phật Thích Ca nè, Phật Thích Ca trình diện tao trên núi Tĩnh Tâm nè. Phật Thích Ca ra lệnh Phật tử là phải nghe lời Thánh Gióng Di Lặc Phật Vương dạy bảo. Trong đây có ghi rõ ràng. Tụi bay mấy thằng sư hay là mấy đứa nào mà cho rằng đây là dởm là giả, tụi bay lên đây nói chuyện với tao. Sao tụi bay trốn trơn vậy? Tại vì các em biết đây là thật. Linh hồn của các em biết đây là thật. Các em không dại dột gì lên đây để rớt mặt nạ của các em. Lên đây mà các em nói dốc, nói bậy, lơ mơ là anh hùng, chiến sĩ lên thiên, xử các em liền trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Mà thậm chí là lột mặt nạ các em liền trên chương trình luôn. Nếu mà tụi bay mà không có thật sự sám hối mà lên đây mà quờ quạng lên đây là biết. Đừng có núp trong lùm trong bụi nữa. Tao làm việc là có ứng chứng đàng hoàng, chứ không có vu vơ mù mờ. Ừ. Phật Thích Ca nè. Đó. Phật Thích Ca trình diện tao trên núi Tĩnh Tâm á, trong đây có ghi rõ Phật Thích Ca hướng dẫn cái gì đây? Ừ, đọc đi. Phật Thích Ca chắp tay cầu nguyện nè. Ừ. Nó dịch tầm bậy tầm bạ. À. Rồi cái gì? Rồi tứ diệu đế là cái gì? Dịch là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Tứ diệu đế là cái gì? Bá Sàm Bá La. Tứ diệu đế là tứ độ tường đó. Hả? Bá Sàm Bá La. Bát Chánh Đạo. Thiên thượng, thiên hạ, dưới gá độc tôn. Từng chữ một. Mà nó dịch làm sao mà Bát Chánh Đạo thành chánh kiến. Chữ thiên, thiên là một, thiên là chữ đầu tiên, thiên. Nó dịch là chánh kiến. Kế nữa là thượng. Nó dịch là chánh tư duy. Thêm tới là chữ thiên. Nó dịch là chánh ngữ. Rồi kế chữ hàng thứ tư á, hạ, nó dịch là chánh nghiệp. Kế nữa là duy, chữ thứ năm á, nó dịch là chánh mạng. Chữ thứ sáu, ngã, nó nói là chánh tinh tấn. Chữ thứ bảy, độc, nó nói là chánh niệm. Thứ tám, tôn, nó dịch là chánh định. Phải dịch là dịch từ chữ. Thiên là gì, thượng là gì, thiên là gì, hạ là gì, duy là gì, ngã là gì, độc là gì, tôn là gì. Trước tiên là phải tôn thờ Thượng Đế Toàn Năng là thiên thượng, thiên liêng, linh thiêng, thiên nhiên cùng càn khôn, linh thiêng. Thượng là gì? Là Thượng Đế Toàn Năng. Thượng Đế Toàn Năng linh thiêng. Đó là thiên thượng. Phải dịch như vậy mới ra chữ chứ. Kế nữa là gì? Thiên hạ. Thiên hạ là chúng sinh.
trong đó có con người, có các từng giới sự sống nữa, chứ không phải chỉ cái riêng con người mà thôi, chúng sinh. Duy là duy nhất, ngã là đường, là cách sống, độc là độc nhất, tôn là tôn trọng quý mến cho nhau. Duy ngã độc tôn, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Vậy mới là dịch chứ, con tôi bay dịch tầm bậy tầm bạ. Hả? Dịch tầm bậy tầm bạ. Viết ra rồi mướn mấy em này lên đọc tầm bậy tầm bạ. Tụi bay mấy cái thằng nào? Mấy thằng nào trong lùm trong bụi tụi bay mà không sám hối là quỷ nó sẽ bắt tụi bay, rồi kéo tụi bay xuống quan ngục á. Tao nói cho mày biết trước á. Lúc đó đừng có trách tại sao thánh giống Di Lặc Phật Vương không dạy dỗ các em các cháu. Tụi bay mà không nghe lời tôi dạy bảo, mày chấm dứt những cái vụ mà bao che rồi dàn dựng để mà tiếp tục lường gạt bá tánh là không được đâu. Anh hùng chiến sĩ lên thiên sẵn sàng xuống tay đó. Kể từ ngày hôm nay nè. Và quỷ sa tăng nó sẵn sàng nó xuống tay nó bắt tụi bay á. Nó kéo tụi bay xuống quả ngục, nó đốt tụi bay ở dưới mẹ nóng nhiều ngàn độ, hàng ngàn năm, mặt mày tụi bay hồn vía tụi bay biến thành mặt quỷ xấu quắc luôn nè. Dịch tầm bay tầm ba. Bỏ tiền ra mướn đứa cháu là lên nói tầm bậy tầm bạ, dịch tầm bậy tầm bạ. Tụi bay đám mày viết mấy cái bài mà cho mấy đứa này lên nó nói đó. Bỏ đi. Nghe không? Bỏ cái tật kêu bằng lừa gạt nó đi nghe chưa? Tụi bay mẹ nhận tiền bao nhiêu? Hả? Của mấy thằng mẹ trụ trì các chùa chiền âm tự, của mấy cái bọn Việt Giang, Hán Giang và từ trung ương những thành phần mà tiếp tục và lường gạt má tánh. Tụi bay phải chấm dứt. Tụi bay phải tỏ thiện chí. Thời giờ các em không còn nhiều nữa. Các em đừng có làm khổ gia đình các em nữa. Đừng có làm khổ củ quyền thất tổ các em nữa, nghe chưa? Chạy không thoát đâu. Thời giờ các em không còn nhiều nữa. Thời giờ của nhân loại không còn nhiều nữa đâu. Thượng Đế đang chuẩn bị ráo riết cho thiên đàng tại thế trong những ngày tháng sắp tới. Và thậm chí biến lớn có thể xảy ra, biến thiên đó, bất cứ lúc nào. Không phải chờ đến mùa bầu cử Mỹ rồi biến thiên mới xảy ra trước đó, không có đâu. Có thể xảy ra nay mai nữa. Sát bên rồi. Từ đầu năm tới bây giờ dồn dập toàn là những thiên tai biết bao nhiêu. Rồi cái thằng sư nào đó, cái thằng sư nào ở Bến Tre hay là đâu, ở vùng 4 đó, sinh năm 1946, nói là có uy tín với cộng đồng thế giới, rồi đòi bảo lãnh, bảo kê, mua vé máy bay cho em Minh Tuệ đi du học, học đạo Phật Pháp thêm ở Ấn Độ và ở Tây Tạng. Hả? Âm mưu cái gì đó? Linh hồn em Minh Tuệ đã tuyên bố cách nay khoảng một tháng, nói là phải chờ Maitreya, tức là Phật Di Lạc xuất hiện dạy đạo thì mới tin được. Chứ bây giờ ai nói cũng không tin được hết. Đúng sai cũng không biết đúng sai luôn. Mà phải chờ Ngài Maitreya, tức là ẩn ngữ, thổ ngữ Ấn Độ, đó là Phật Di Lạc xuất hiện. Tao là Phật Di Lạc nè. Di Lạc Vương, chứ không phải là chỉ là Di Lạc mà thôi. Đạo trưởng thế giới thay mặt Thượng Đế nhận lãnh sấm lệnh của Thượng Đế, thay mặt Thượng Đế hướng dẫn nhân loại trước khi tận thế. Thượng Đế hiện ra với tao giữa ban ngày, cách xa tao chỉ có 3 gang tay à. Thượng Đế cho thiên sứ hiện ra chơi với tao, cách xa tao chỉ có 3 gang tay à, giữa ban ngày. Sấm điện, sấm truyền của các nhà đạo sĩ chân chánh
khắp nơi trên quả địa cầu từ hàng 3.000 năm về trước có nói về tao. Rõ ràng ấn chứng. Và tao sẵn sàng đối chiếu bất cứ ở đâu. Cùng càn khôn luôn, chứ không phải chỉ ở quả địa cầu. Hay là lên chương trình. Hay là chương trình của các em á. Thấy không? Mời chú Giống lên. Danh chính ngôn thuận, rộng đường dư luận. Chương trình chúng ta hiện tại là có bao nhiêu trăm ngàn người theo dõi trực tiếp. Bọn Thế Lưng Ngầm xin phép kéo 4 hàng số xuống. Tao năn nỉ chúng nó cúp luôn. Để tao nghỉ ngơi. Chờ Thượng Đế ra tay rồi tao. Ngài đưa tao trở về nước để tao hướng dẫn lãnh đạo thế giới trước khi tận thế. Tao không cần phải lên chương trình lải nhải nữa. 40 mấy ngàn chương trình rồi. Tụi Thế Lưng Ngầm nó không dám cúp hẳn. Nó sợ. Quý thần thiên nhiên. Anh hùng chiếc khỉ lên thiên. Lôi hồn chúng nó và con cháu chúng nó xuống quan ngục trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Nó sợ chứ. Tụi nó nghiên cứu nó biết đây là thiệt. Nó sợ chứ. Năn nỉ nó kéo 4 hàng số xuống. Giải khờ quá. Nước ao. Tiếp tục theo dõi chương trình để chuẩn bị. Cùng lúc tụi nó, những cái đứa mà vẫn còn thói hư tật xấu, ham mê hưởng thụ, lỡ dàn dựng rồi, bây giờ phải theo lao, muốn sát hại hầu hết nhân loại. Những thành phần đó chắc chắn tụi nó sẽ bị nhốt trở lại ở quá ngục hàng triệu năm. Ở đó mà lỡ phóng lao mà theo lao, có bọn Thế Lưng Ngầm tụi bay mà đang theo dõi chương trình, tụi bay có người dịch hết á. Tao thương tụi bay mà tao nói toạt móng heo ra nhiều năm rồi. Mà trong số tụi bay có nhiều đứa bị phạt rồi, chứ không phải là không có. Tụi bay biết điều đó. Nhưng mà tụi bay ham chơi, hưởng thụ, thói hư tật xấu. Ham tiệc tùng, ăn nhậu, hãm hiếp trẻ em, hãm hiếp phụ nữ, hãm hiếp thanh niên thiếu nữ, hãm hiếp con nít. Tụi bay quen rồi, tụi bay bỏ không được. Phân nửa tụi bay, cái bọn giàu có, hống hách, kiêu ngạo, đạo đức giả, thế lực ngầm rồi cái khắp nơi quả địa cầu, tụi bay vẫn còn kêu bằng lụy vào những cái thói hư tật xấu đó. Giống như cái cặp kia mà hẹn nhau tò tí trên cái xuồng ba lá chèo ra giữa dòng sông, kêu bằng chơi bời. Thấy không? Kêu bằng hồn nhiên, cho rằng hồn nhiên chèo ra đó. Lúc đang chơi sắp lên đỉnh phải không? Đùng một cái thần gió cuồng phong nổi lên. Thấy không? Nước kêu bằng sóng dâng lên, kêu bằng đánh mạnh lên. Chiếc xuồng ba lá sắp sửa chìm. Cái cặp này đang tình tứ sắp sửa lên đỉnh. Mới đầu định ngừng lại chèo vô bờ, nhưng mà hai đứa sắp sửa lên đỉnh rồi, ham khoái chơi rồi, chơi vô lên đỉnh luôn. Rồi ở chơi lên đỉnh, lúc đó thì sóng đánh chìm xuồng ba lá. Hai đứa kêu bằng ôm nhau lọt xuống nước rồi, nhưng mà cũng chưa chịu cố gắng mà bơi vô bờ cho lẹ, mà vẫn ôm nhau, đang lên đỉnh mà ôm nhau rồi chơi cho đã xong rồi mới bơi vô. Chơi đã xong rồi lúc đó là không còn sức nữa, chết luôn. Cũng giống như là cái đám mà ham chơi đó, nó như vậy đó. Bây giờ sát bên rồi, chuông gọi hồn trình diện Thượng Đế sát bên rồi. Ở đó mà thế lực ngầm, thế lực nghiến, thế lực gì, Thượng Đế toàn năng biết hết những việc chúng ta làm, đã làm, đang làm và sẽ làm. Bởi vì Thượng Đế toàn năng là đứng chịu đựng cho tất cả sự sống cùng càn khôn. Thượng Đế toàn năng là đứng ban cho tất cả sự sống cùng càn khôn. Làm sao mà qua mặt Ngài được? Tụi bay nhân loại, tụi bay hóng hách kiêu ngạo, cứng đầu cứng cổ, tụi bay chưa gặp Thượng Đế. Tao gặp Thượng Đế giữa ban ngày, Thượng Đế hiện ra với tao, là tao nói chuyện rất mạnh miệng. Tại mà tao nói chuyện bằng thần lực của Thượng Đế, mở miệng tao nói.
không có tính toán nhắc tuồng nhắc bài gì đấy đó. Tao nói bằng hồn vía xác vía của Chúa Thánh Thần ban cho tao, tao nói chuyện. Giờ này tao chưa ăn cơm chiều ngày hôm qua nữa, mà giờ này cần 10 giờ sáng bên đây rồi. Mà tao thông thường như vậy đó, lên chương trình là tao chưa thời gian ăn cơm. Mà tao làm việc rất là mạnh mẽ, bởi vì thần thức, thiên điển và sức mạnh của Thượng Đế ban cho tao. Và tao có tất cả anh hùng chiến sĩ linh thiêng, chiến sĩ trận vong, chiến sĩ linh thiêng sống lại, bảo vệ tao mọi nơi mọi lúc, cùng tất cả quý thần thiên nhiên bảo vệ ta mọi nơi mọi lúc. Và tao có tràn đầy tình thương mến thật lòng bảo vệ bao bọc tao. Bởi vì tao thương tất cả. Tao học từ cha chúng ta từ đứng toàn năng. Và tao biết tụi bay những đứa hung dữ ác độc nhất, tụi bay cũng là đàn em của tao. Tao biết tụi bay. Và đó là lý do tại sao tao thương tụi bay. Biết rồi bây giờ giả, bắt tao giả dạng, bảo tao không biết làm sao tao làm cái chuyện đó được. Và nhất là Thượng Đế Thượng Năng quan phòng tao mọi nơi mọi lúc. Tao đâu có dám nói dốc với Thượng Đế. Đâu có ích lợi gì đâu. Chỉ có hại thôi, nếu mà nói dốc với Thượng Đế. Cũng như nếu mà tao nói dốc với tụi bay đó, đâu có ích lợi gì đâu. Bởi vì Thượng Đế dạy mà, có thì có thì nói, không thì không. Không nói dốc được. Đối với Thượng Đế là không có khấu ó, không có tham nhũng, không có đút lót được. Tụi em dịch ở nhiều thứ tiếng, dịch cho sát nghĩa nha, chú giống không thời giờ làm tiếng Anh đâu. Mà mệt lắm rồi. Ok. Vậy thì chắc không có đứa nào. Đồng bào, ông bà con cô bác, anh chị em, quý cháu, không ai gọi vào phải không? Ok, khôn chứ, nghe học hỏi, học được gì học. Thiên điển mà. Đứa nào mà lắng nghe học được nhiều nhiều bài học lắm. Thôi được rồi, đủ rồi. Chú giống cũng mệt rồi, cần nghỉ ngơi. Để bài nhạc tĩnh tâm rồi chúng ta cùng nhau nói luôn tạm biệt. Ok. Hay là 10 15 phút nữa đâu có ai cần gọi vào, cái gì cứ gọi vào. Ok. Gọi vào. Cần gọi vào là gọi vào. Đó, Phật Thích Ca nè, trình diện tao trên núi tĩnh tâm nè. Ngay cả Phật Thích Ca mà còn phải trình diện tao là sao? Tại vì tao là Di Lạc Phật Vương. Ngay cả Phật Thích Ca mà còn xin Thượng Đế Thượng Năng cho mẹ cái bằng linh hồn giáng lâm trở lại quả địa cầu để mà học đạo bát chánh đạo, mà tao là cái người giảng dạy bát chánh đạo. Phật Thích Ca chỉ nhận được cái bài học bát chánh đạo, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, và thực thi chưa tới đâu là chết, bị đau ruột già đó, ngồi nhiều quá đấy, bị ung thư ruột già chết. Giờ đây xin trở lại nè, trình diện Hội đồng Cứu Việt Nam và Nhân Loại để học đạo giải thoát, đồng thời để phù trợ tao, phụ giúp tao làm việc, nhắc nhở Phật tử mau mắn nghe lời Thánh Gióng Di Lặc Phật Vương dạy bảo, chấp hành sấm định mới nhất của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng Giê-xu ban cho. Trong đây có ghi rõ ràng nè, Phật Thích Ca chấp tay cầu nguyện nè, đàn em tao đó, tao đại diện cho thủy tổ loài người. Quan trọng hơn nữa, tao đại diện cho Thượng Đế Toàn Năng, là cha của chúng ta đó, đơn vị Chúa Thánh Thần. Tao là đơn vị Chúa Thánh Thần. Rõ ràng. Tiên tri Việt Nam mình cũng có nói rõ. Ông Trần là bậc thánh minh, lạc ra hải ngoại, ẩn mình nơi nào, phá đồng mới chịu ngôi cao. Bấy giờ thiên hạ rủ nhau cùng về, tìm về cùng nhau bình trị bốn bề, nước Nam lại đổi quốc kỳ Việt Nam. Mà cái này quốc kỳ Việt Nam là quốc kỳ đại diện cho cả thế giới, đại diện cho thiên đàng tại thế, đại diện cùng càn khôn luôn, do chính Thượng Đế Toàn Năng ban cho. Quốc ca Việt Nam cũng vậy. Đặc biệt không? Rõ ràng mà.
đâu có bưng quơ được, mẹ đâu có quơ đũa cái nắm được, nói gì ra cái đó, có chứng cứ đàng hoàng. Mà sắp tới đây mẹ thằng Tàu Cộng mà không nghe là tao dạy bảo á, thằng Tàu Cộng là kể như được sẽ đối diện với sự trừng phạt, tức là Thượng Đế giải tán hoặc là tiêu diệt Đảng Cộng sản Tàu Cộng. Nếu cần Thượng Đế trẻ Tàu Cộng đó là 557. Và Thượng Đế Đồng Năng đang làm việc ra lệnh với thần thiên nhiên khai thông Cửu Long Mạch từ Hy Mã Lạp Sơn xuống tới Việt Nam thông ra biển. Mà thằng Tàu Cộng nó đang âm mưu sát hại dân tộc Việt Nam nhiều năm nay, bây giờ là ráo riết luôn. Xây cái kênh Phù Nam, nó chặn cái dòng nước sông Cửu Long, nó đẩy dòng nước qua bên miên rồi thông ra biển, tức là nó muốn giết chết người Việt Nam. Và người Việt Nam á, là đàn anh của chúng nó, dân tộc Việt Nam là đàn anh của nhân loại, ông bà tổ tiên mình là cái gốc thủy tổ loài người, cái nhóm mà quyết định thật tâm ăn năn sám hối đó là ông bà tổ tiên Việt Nam chúng ta. Bởi vì vào thời cuối này Thượng Đế mới ban cho một vị đạo trưởng thế giới và là người Việt Nam, mà sổ sách thời dụng biểu của Thượng Đế toàn năng đã sắp sẵn trước nhiều ngàn năm về trước. Và các nhà đạo sĩ chân chánh khắp nơi trên quả địa cầu có nói về vị đạo trưởng xuất hiện ở Á Châu. Mệnh trời. Và lần lượt các nhà lãnh đạo trên thế giới sẽ quý mến và kính nể và sẽ nghe lời. Thế tại sao dân tộc Việt Nam chúng ta chưa nghe lời trước để làm gương cho dân loại? Mà tao lại dân tộc Việt Nam có ngu thì ngu gì vừa thôi, tụi bay ngu quá làm sao tao chịu nổi. Tao xin Thượng Đế cho tao á khẩu, cho tao nghỉ ngơi, không có nói chuyện nữa. Cũng giống như ngày xưa, thời ngày xưa mà tao dẹp giặc ân đó, đời thời mà vua Hùng thứ sáu đó, 3-4 tuổi là tao im lặng, tao không nói chuyện luôn, mà làm biếng nói chuyện, tại vì không có gì cần thiết, tao không nói, tao ước ao cho tao im luôn, làm nhạc thiên đàng thôi. Tại tao hướng dẫn tụi bay, tao hụt hơi rồi, nặng hơi mọi cổ quá. Tại sao dân tộc Việt Nam mà ngu gì mà ngu quá vậy? Đứa này chờ đứa kia chờ đứa nọ, hầu hết cứ chờ, cứ thủ, chờ thủ, chờ thủ, chờ thủ. Rồi lần lượt sắp hàng đi vô nghĩa địa. Chết sầu muộn, không được siêu thoát. Tụi bay ngu mà ngu gì rồi thôi, ngu quá làm sao, sao chú giống chịu nổi. Hả? Tụi bay làm riết là tao buồn quá, tao nhìn thế sự, nhìn thế sự tao buồn khủng khiếp. Nỗi hoang tàn hiu quạnh ở quanh ta, nhìn thế sự tao buồn khủng khiếp. Nỗi hoang tàn hiu quạnh ở quanh ta, tại vì sự thờ vô trách nhiệm của đồng bào Việt Nam chúng ta ở hải ngoại, đa số là như vậy. Ở Việt Nam cũng thế, từ Nam ra Bắc theo dõi chương trình mấy chục năm nay rồi, nhưng mà còn thủ, chưa có danh chính ngôn thuận mạnh dạn để mà làm việc. Cứ chờ người này, chờ kia, cứ chờ người nọ, rồi sắp hàng để vô cái địa, già chết, buồn. Mà chết không được siêu thoát nha. Làm như là được siêu thoát dễ lắm vậy. Kêu cái thằng thầy chùa tới gõ mõ tụng kinh, nó chửi cha mình mà không biết, nó lười biếng, nó nói tao Nam mô, tao chửi cha tụi bay ngu quá, cúng quá tiền cho tao lấy tiền chơi đĩ cái đĩ được, mua đồ xịn tao xài, mua phố xá cho mướn này kia, rồi cất giấu tiền bạc tài sản biết bao nhiêu, mà tụi bay ngu quá vẫn cúng quá tao hoài.
cũng phải tao hoài hoài, tụi bay ngu quá, tao bỏ bùa bỏ ngải cho tụi bay mà tụi bay không biết, bỏ bùa mê thuốc lú này kia rồi bỏ thuốc uống dâm tặc cho tụi bay uống, tụi bay nghiện ngập rồi các cái beng 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 mà tụi bay không biết. Đó là mấy thằng, mấy con mà trụ trì các chùa chiền am tự hầu hết là như thế. 100 đứa là 99 đứa tu xạo, tu giả dối. Còn một đứa kia chàng hãng che hê giống như em Minh Tệ bây giờ, đang đứng ngã ba, ngã ba kêu bằng càng khôn không biết đi đường nào, đang tìm Phật Di Lạc để học đạo. Cách đây một tháng linh hồn em Minh Tệ có thốt lên: tao là Di Lạc Phật Vương nè, Minh Tệ em đâu rồi, em có theo dõi chương trình hổng rài? Chú giống biết rõ điều đó. Thì em đừng có để mấy cái đứa kia nó đang hôm nay nó xài em, xài tới xài lui xài xuôi xài ngược đó. Nó dùng em, nó hù mấy cái thằng trụ trì á, phải chia tiền lại cho tụi nó. Còn điều gì nữa nhắc nhở chương trình nữa không? Mỗi lần lên chương trình đó, tao phải chải đầu rồi mặc áo rồi kia rồi sắp xếp máy móc thì mệt lắm mà. Mà làm chương trình rồi bây giờ làm 2-3 tiếng đồng hồ, 5-3 tiếng đồng hồ uổng lắm. Phải làm chương trình phải từ 6-7 tiếng đưa lên. Còn có ai như câu hỏi gì nữa không? Chương trình chúng ta đó là cái số người theo dõi trực tiếp bây giờ có thể là nhiều trăm ngàn người. Bởi vì cách đây 2 năm mỗi lần livestream số người theo dõi trực tiếp trên dưới 50.000 người, đến nỗi mà tụi thấy ngầm nó hoảng hồn luôn. Chương trình sao nhiều người theo dõi quá, nó theo dõi chương trình nói thẳng nói thật, dám đương đầu với tụi nó tìm cách ám hại mưu sát tao đủ thứ, lên đủ cứ phương án các cái rồi nó kiểm duyệt lại nó không được. Cái tay này, cái thằng này nó từng can thiệp vô cái vụ, cái vấn đề mà phá vỡ trận đồ chiến tranh đệ tam, chiến tranh nguyên tử từ năm 2003. Tụi nó biết chứ. Rồi chưa kể nó nghiên cứu kỹ lại những gì mà chú giống làm việc, nó biết thật. Tình báo của bọn thế lực ngầm nó giỏi lắm, nó dốc lại chết mẹ với nó đó, chết mất xác luôn đó, nó thủ tiêu đó. Đây là thiệt, thành ra nó sợ, tụi nó sợ, tụi nó sợ. Sợ tụi nó bị nhốt ở lại quả ngục mẹ hàng triệu năm. Nó sợ con cháu tụi nó bị nhốt chung vào lại luôn, nó sợ chứ. Thượng đế sẵn sàng xử tụi nó. Nhớ nha, các em dịch ra nhiều thứ tiếng, dịch cho sát nghĩa nha. Chú giống không như làm tiếng Anh đâu, tao mệt rồi. Mà tụi bay kỳ thị chủng tộc hả? Ngày xưa, năm 1975, lúc mới qua Mỹ đi học á, mẹ học chung với cái đám nhà giàu mà, ở cái vùng mà giàu có nhất nước Mỹ mà. Đi bữa tiệc cuối tuần á, mẹ nó gây chuyện với mình. Nó đuổi mình, nó mày mày mẹ lên thuyền mày trở về nước mày đi mày ơi. Get back in the boat, go back to your country. Get back on the boat and go back to your country. Go back to your country, get on the boat. Cái thì chúng tộc lắm. Bốn thằng đứng bốn góc ăn hiếp mình. Tụi mày năn nỉ thế thì cũng hết nước miếng luôn. Tụi bay tha tao đi, please. Tao chỉ cần tao xin được bình an, peace thôi. Tao chỉ ước ao được làm bạn với tất cả mọi người. Please, let me go. Mẹ tiếng Anh mình lúc đó cũng chưa giỏi lắm, mình cũng nói. Bây giờ cũng đâu có giỏi đâu. Mà tao là người Việt Nam, tao là vua Việt Nam, tao nói tiếng Việt. Bây giờ tao bắt đầu khó tính rồi. Tụi bay có người dịch đi. Mẹ tụi bay coi thường tao quá, tụi bay kỳ thị chủng tộc quá, tao buồn. Mẹ năn nỉ tụi nó, mẹ bốn thằng đứng bốn góc, bốn thằng nó chơi mẹ đô vật với football đó,
chơi banh mà cầu vòng nó quăng nó thảy, đằng nào lấy bự con lắm. Mình đá đông, mẹ mình đâu bự mà tụi nó, đúng không? Nhưng mà mình tướng mình quay lắm, coi nhỏ hơn tụi nó, nhưng mà mình rất rất là quay. Mình có vỏ mà năn nỉ tụi nó cái điều mình hết đứng miếng luôn. Bốn thằng đứng bốn góc mà nó không cho mình đi nha, trong buổi tiệc năn nỉ hoài nó cho đi, nó còn đuổi mình lên thuyền trở về nước mình. Trong đó trong mình buồn xa quê hương nhớ mẹ hiền. Cho mình ca bài ca lương chút xíu nha. Xa quê hương nhớ mẹ hiền, buồn chứ, đất nước thì tan nát hết trơn, không có ngày mai luôn. Cái tâm trạng tuổi trẻ thời năm 1975 là vậy đó. Bây giờ qua đây rồi gặp tụi này nó kỳ thị chủng tộc mình nữa. À, tại mình quen với con gái của bộ trưởng bộ quốc phòng Mỹ á. Em gái nó thương mình, nó thương mình lắm. Tụi này mà các em đó, người mảnh mai như Việt Nam này đó, đẹp gái lắm, đẹp lắm, tóc vàng mà mắt xanh nha, à, là da như da nít vậy đó, đẹp gái vô cùng. À, tụi nó cua không được mà mình đụng cái gì. Chúa sắp làm sao cái lắc cơ của mình với lắc cơ của em của em đó ở sát bên đây, người bảo trợ mình là thị trưởng cái vùng đó, rồi em gái là con gái của bộ trưởng bộ quốc phòng, thành ra cái trường nó cũng sắp, nghe không, cũng sắp về con người thân của mấy người nhân viên mà cao cấp lại khá gì ở cho nó gần nhau, thì hai cái lắc cơ để đồ á mà thì sát bên mới quen. Chúa sắp xếp hay lắm. Rồi đó thì mới biết những cái gia đình quyền thế quyền lực ở thế giới là như thế. Rồi đùng cái em gái này nó thương mình, rồi mấy thằng kia nó cuông được, rồi ra nó tức nó ghen, nó kỳ thị mình. Mà sẵn đó đi buổi tiệc cuối tuần mà bữa đó mình đi với mấy thằng bạn trai Mỹ, mà mấy thằng Mỹ kia nó dễ thương, à, mình đi với nó rồi hồi cái trong buổi tiệc rồi mà hồi mà nay đi vòng vòng nói chuyện rồi đó, rồi mình đi sau một cái bãi cỏ buổi tiệc cái nhà lớn lắm, nhà giàu mà tụi nó nhà lớn lắm, mình đi vô bụi cỏ mình đi sao hồi rốt cuộc mình lọt chính giữa, không biết tụi nó cố ý gì không biết. Bốn thằng đứng bốn góc nó chọc quê mình, nó vừa nói chuyện với mình rồi nó vừa đuổi mình lên tàu trở về nước, nó vừa nói mà vừa phun nước miếng đó nha. Nó phun nước miếng mình, mày giật cái giò lại, đôi dài lại, xém trúng giò mình mấy lần. Năn nỉ đó cả chục lần, nó nghe. Lúc đó chú giống mới, lúc đó còn hút thuốc lá. Đốt điếu thuốc lá. Mình nói nó, mày thấy không, chú giống dụi điếu thuốc lá từ từ vô bằng, vô đây con Thảo nè. Nó dụi từ từ vô, dụi từ từ, không dụi lẹ, dụi lẹ thì nó cháy da mà nó bớt đau. Con này mình dụi từ từ, dụi từ 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 nè, tắt điếu thuốc, mình trước đó mình hít một hơi rồi đỏ lên, mình dụi từ 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 cháy khét lên nha. Mình mới nói là thấy không, tao làm tao đau cái chuyện nhỏ, nhưng mà tao không có muốn làm ai đau hết, tao muốn làm bạn với tất cả mọi người. Please, I just want to be friend. Please let me go. I don't want to hurt myself. That means I don't want to hurt somebody else. But I don't want to. Please, please, let me go. Bốn thằng nó nhìn, nó ngỡ ngàng quá. Đúng, thằng này nó làm gì mà nó sợ chứ, nó ngạc nhiên chứ. Thấy không? Nó giật mình. Nhưng mà sau đó rồi nó vẫn không cho mình đi. Đại thằng nào nấy cũng có uống bia uống rượu rồi. Đấy không? Mà tụi nó bự con nữa, thấy không? Mày rốt cuộc nó không cho mình đi. Mình ăn nỉ một chập nữa. Bốn thằng đứng bốn góc. Rồi nó vừa chọc quê mình, nó đòi đuổi mình lên tàu vợ trở về nước. Nó phun nước miếng vô dài mình, vô chân mình á. Cố ý mà. Mình phải giật cái dây cái dài lại. Mình chịu đựng. Rồi được rồi, mẹ tao móc điếu thuốc nữa, hít dài hơi. Chú giống dụi một lần điếu thứ hai. Cái thẹo sâu còn nè. Tắt điếu thuốc thứ hai. Mình cũng nói cho năn nỉ cho nó.
tụi nó cũng vẫn nó kinh ngạc, nó ngạc nhiên kiểu như thằng này xong nó dám làm gì đó. Nhưng mà rốt cuộc là tụi nó cũng vậy, cũng khinh bỉ mình, đòi đuổi mình lên tàu về nước đi, cũng phun nước miếng. Lúc đó là chú giống nóng trong người rồi, mà chú giống tập võ từ nhỏ mà, cái này là cái búa. Ủa mà tao đấm một cái lực đấm á, lúc mình đấm vô mình đừng nghĩ là mình đấm con người 100 kg, mình chơi võ là phải biết, mình đấm vô mình đấm, mình tương tự mình đấm bể chân núi á, nghe chưa? Mà mình phải tập cái thế mình chắc, mình đấm vô đấm bể chân núi thì nó vô người 100 kg là kể như là tệ, như là kể không còn cái giống đất vậy đó. Đây là cái búa mà vốn tập từ nhỏ lên, võ của Đức Thánh, của Thánh Trận Đạo. Đây là trong dòng tộc đây. Mà kiếp trước chú giống đã từng là cái gì, Trần Thánh Tông đó, Phật Hoàng Trần Nhân Tông đó. Mình biết tiền kiếp của mình chứ. Mà chú giống tập võ từ nhỏ. Nói giờ mình mà đấm nó một cái, thằng này khó nuôi rồi. Mà chú giống mà đấm một cái, tao sẽ đấm thêm 9 cái nữa là chắc chắn tụi nó sẽ có thằng chết. Mình khôn chứ, không được. Mình không thể dùng được. Người có vỏ khao là không thể dùng cái vỏ để mà giết người. Lúc đó chú giống mới nghĩ đến cái chuyện mà được rồi, mình phải giải quyết vụ này. Chơi vỏ giang hồ. Lúc đó mình cầm chai bia mình uống, mấy chai bia một cốt, chai bia bự vậy nè. Một cốt mà, chai bia bự vậy nè. Budweiser, thấy không? Uống đâu cũng nửa chai rồi. Thì chú giống mới nghĩ trong đầu, nó bây giờ mình mà đấm nó là kể như là mẹ nó bể xương phiền lắm này, cái mà tao mà đấm một cái tao sẽ chơi 9 cái nữa. Đó là cái luật như vậy, chơi là phải chơi cho tới bến, thấy không? Không được, không làm gì nó được. Được rồi. Năn nỉ lần sau cùng. Bây giờ mình nói nó, bây giờ mình dụi điếu thứ ba cũng vậy thôi à. Hai điếu rồi. Điếu thứ hai là nó vô tới cái bằng lớp xương mẹ thứ 9 thứ 10 rồi, tức là cái màng đỏ, cái da đỏ, da trắng tươi rồi, bây giờ nó vô tới máu trong rồi. Bây giờ mình có dụi thêm điếu thứ ba, điếu thứ tư cũng thế thôi. Không, mình không dụi nữa. Được rồi, mày kỳ thị, phun nước miếng, ha, khinh bỉ tao, đuổi tao về nước. Tụi bay mẹ kêu bằng, tụi bay có liên hệ đám thế lực ngầm, thế lực gì tao không biết. Mà tụi bay mẹ xử ép tao quá, bây giờ tao dạy tụi bay bài học. Về phay à, tại vì nó vừa nói chuyện mình vừa chọc quê vừa phun nước miếng mà vừa đuổi mình về nước mà nó vừa đấm mình nữa nha. Ê, vô quanh được phay à, đấm mình nhưng mà đấm cũng đau chứ, bốn thằng mà cứ đấm những giỡn đấm mình, tụi nó cũng rượu bia rồi thì mình cũng chịu đựng, nhưng mà cái đau đó nó không có đau bằng cái đất nước mình kêu bằng bị tan nát cái thời năm 1945 á, những ai sống ở miền Nam biết rất là đau buồn, ở lại cũng buồn, ở lại là càng khổ, mà đi ra đi nó có một cái niềm nỗi buồn kỳ quặc lắm. Mà bây giờ thì bị nó kỳ thị chủng tộc, nó phun nước miếng, nghe không? Rồi nó đấm mình nữa nha, rồi mình chụi tay vô tay rồi mình nó cũng không tha mình nữa. Được là tao xử tụi bay, trong bụng mình nói vậy. Rồi giống hộp bia cho ngon ngọt cái. Rồi năn nỉ nó lần sau cùng, please let me go, please. Cái thằng cầm đầu nó vẫn chọc quê mình. No, look at this guy, what the hell? Go back your country, get in the boat, I told you. Vừa nói vừa phun nước miếng nữa, được rồi. Giống nghĩ trong đầu, bây giờ mình đập cái chai bằng cái đít chai, nó bể sọ, đập bằng cái đầu chai đó, nó cũng mẹ bị nặng. Bây giờ đập nó chính giữa chai, phang vô đầu nó đó, cái cản mình cho miễn ghim vô đầu nó, coi nó ứng xử làm sao. Năn nỉ lần sau cùng đó, nó vẫn tỏ cái giọng mà hách dịch khinh khi mình đó, giống phang cái cản vô đầu đó, cản vô cái đầu đó, miễn ghim vô đầu đó, nó quỳ xuống, nó sợ nó quỳ xuống. Thằng đứng kế bên á, hai thằng đứng kế bên á, tao giật chỏ một cái vô cung họng. Một thằng kia tao đá vô hạ bộ, quỳ xuống. Thằng nọ bỏ chạy.
Chú giống nói you want to fight, mày muốn đánh đầu không, you want to fight, no 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 no. Lúc đó cái thằng mà chủ bữa tiệc nó chạy ra hoảng hồn, what happened, what happened, what happened, đưa thằng kia đi, thằng bị phan cái chai đập dây vào đầu phun máu, đưa vô bệnh viện băng bó lại. Bạn vô giống trở về nhà, mẹ trở về nhà chưa ngồi chưa nóng đít nữa nha, cảnh sát nó lẹ thiệt, ở Mỹ lẹ thiệt, hai xe cảnh sát nó tới gõ cửa. Người sponsor ra mà cũng may ông sponsor ổng là cái gì đó, thị trưởng ở vùng đó. Thì cảnh sát và thị trưởng đều biết nhau. Thôi thì cảnh sát nó kiếm một cái thằng người thanh niên Á Châu, tóc đen Á Châu phải không? Có ở đây không cả cái, rồi nó kể chuyện là có một cái buổi trong cái party có ấu đả nhau đó, phải không? Thì người sponsor mới kêu chú giống ra, phải không? Ra chú giống ra mới đầu nói thôi, tôi Á Châu mà đâu có chuyện gì đâu. Nó hỏi có dính dáng, cảnh sát hỏi dính dáng cái vụ mà ấu đả chỗ cái party bữa tiệc ở đó không, mới đó ở đó không, thì chú giống nó đâu có, tao đâu có chuyện đâu. Rồi mấy cảnh sát nói ủa cái người Á Đông là có dụi thuốc vô tay nữa, có phải không? Có phải thấy chú giống mới đưa hai bàn tay đâu, ông sponsor cũng đứng đó, mày đưa hai bàn tay vậy thì đâu thấy. Mới đầu mình đưa hai bàn tay vậy nè, thấy không? Nó nát mi rồi. Nhưng mà nó hỏi tới cái mình nghĩ lại, ủa tại sao mình phải nó dốc một chi, đâu ích lợi gì đâu, mà mình là tự vệ mà, thấy không? Lúc đó chú giống mới lật ra ngược lại, chú mới đưa ra. Ủa, mà lúc đó máu nó chảy tại vụi hai điếu thuốc đỏ rực mà vụi từ từ nữa, máu chảy toan ra, thấy không? Cái thẹo mà thẳng nhớ đời luôn đó, thấy không? Lúc đó thì cảnh sát nó mới nhìn, thấy không? Thì nó mới nhìn ông sponsor là thị trưởng mà, thì lúc đó mình mới kể chuyện như vậy. Thì lúc đó cũng may là ở cái buổi tiệc đó là có nhiều người làm chứng, tức là bốn thằng kia bốn góc, thấy không? Thụi chú giống, thấy không? Kiếm chuyện trước, thấy không? Rồi chú giống kêu bằng tự vệ đó, thành ra cảnh sát nó rất là nhẹ nhàng với mình. Thứ nhất, thứ nhì nữa là cái người sponsor đỡ đầu mình đó là thị trưởng ở vùng đó, thành ra rốt cuộc rồi thì ông thị trưởng người sponsor mình chở mình xuống sở cảnh sát để làm giấy tờ, thấy không? Đại khái vậy, khai như vậy thì mình cũng nói y chang như vậy, thì những gì mình khai cũng y chang những người trong buổi tiệc làm chứng đó. Cũng may là cái đỡ đầu mình là ông thị trưởng. Rồi xong rồi đi về chứ không có làm gì hết. Thì cảnh sát nói là trường hợp tự vệ, thành ra được rồi cứ về đi, rồi nếu mà bên kia có thư kiện thì bên kia là thư kiện, nhưng mà theo tôi biết là đây là cái trường hợp tự vệ không sao, với bị kỳ thị dung tộc đấy. Thì cùng lúc ông sponsor ông nói mình, nói là tôi biết cái thằng này vách tường thiệt á, gạch á, nó đấm là bể vách tường, bởi vậy nó không có. Thì mình cũng kể chuyện nó, bây giờ tôi đấm nó, tôi sẽ đấm 9 cái nữa nó chết, thành ra tôi buộc lòng tôi phải dùng cái chai, mà tôi đập giữa cái chai thôi, bể chai vậy thôi, nó sợ thôi, chứ tôi đập cái đít chai rồi nó bể sọ, mình nói thật thôi. Thì hai ông cảnh sát thì họ cũng nghe, họ cũng không thấy là có lý, và mình có nhân chứng nữa, mình bị kỳ thị chúng tộc. Rồi sao mà rốt cuộc rồi tụi nó không đứa nào dám thừa hết. Buổi tiệc vào ngày thứ bảy, qua ngày thứ hai đi học lại, là mấy thằng đó nói chuyện với chú giống là không có dám đứng gần. Còn cái thằng bị khệnh vô đầu, cái thằng dữ nhất á, là nó băng nguyên cái đầu trắng tươi à, mẹ ơi, đầu máu trắng tươi à. Đứng nó xa xa nó sợ lắm. Mà trước đó trong cái trường đó nữa, chỉ có thiểu số, chỉ có vài đứa Á Đông mà bị kỳ thị chủng tộc. Chú giống mà học trong trường mà mẹ tụi nó lớn con, nó cao hơn mình mà nói chuyện với mình, nó đưa tay đi, nó ký đầu mình, nó kêu mình là con nó. Ê son, come here, son, come here.
Sau cái buổi tiệc đó rồi qua ngày thứ hai đi học lại là chẳng có đứa nào dám gọi chú giống là sên hay là chọc ghẹo hay là cái gì hết. Mà nó gặp mình á, đứa nào nấy mẹ kiểu như là đứa nào mà chọc mình lúc đó nó không đứa nào dám gần được mình, cả trường luôn, mà không là dám chọc mình luôn. Và từ đó nó gặp mình nó kêu là nó kêu Mr không à, hoặc là nó kêu mình là dude, dude đây cái nghĩa là quận công đó. Nghe không? Sợ. Cái chuyện này có thiệt. Rồi bây giờ đụng cái Thượng Đế Đồng Năng bảo chú giống đóng vai đạo trưởng thế giới để hướng dẫn các nhà lãnh đạo trên thế giới trước khi tận thế. Nói riêng và nói chung hướng dẫn đồng bào nhân loại trước khi tận thế. Tôi nó nhìn vô nó đâu mà cái thằng Á Đông, thằng tị nạn cộng sản này, dẫu rằng mày có quốc tịch mày Mỹ, mày ở Mỹ gần 50 năm, nghe không? Nhưng mà mày là thằng Á Đông. Thế tụi nó kỳ thị, tụi lãnh đạo trên thế giới nó kỳ thị, lãnh đạo tôn giáo nó kỳ thị. Kỳ thị cái gì? Tại nó ngu. Bằng chứng là cả 10 thế kỷ nay tụi nó không bao giờ nhắc nhở đến thủy tổ loài người. Tất cả những loài chúng ta là anh em với nhau, con cái của Adam và Eva. Ông ơi, Adam và Eva là Thượng Đế tác tạo ra đầu tiên và cho sống qua địa cầu này. Sinh sản ra bây giờ nhân loại có trên dưới 8 tỷ đứa là anh em ruột thịt với nhau. Thế thì tụi nó kỳ thị cái gì? Là tại vì tụi nó ngu. Mà khốn thay nữa là thế kỷ thứ 13 mình đã từng lãnh đạo cứu ông bà tổ tiên chúng nó khi mà quân Mông Cổ chiếm thế giới, quân Mông Cổ vào Việt Nam. Lúc đó tiền kiếp chú giống là Trần Nhân Tông thành lập hội nghị Bình Thang, 2 năm sau thành lập hội nghị Diên Hồng, đúng 700 năm sau thành lập hội đồng cứu nguy dân tộc Việt Nam năm 1984. Ngày xưa năm 1284 là hội nghị Diên Hồng, năm 1282 hội nghị Bình Thang trước đó, năm 1982 700 năm sau chú giống tĩnh tâm cầu nguyện để được Thượng Đế tỏ hiện ra ban cho sấm lệnh mới nhất để hướng dẫn nhân loại. Năm 1984 nhận được sấm lệnh đó, mà năm 1982 phải cầu nguyện 2 năm 8 tháng đến năm 1984 tháng 8, đúng 2 năm 8 tháng mới được Thượng Đế hiện ra ban cho sấm lệnh để hướng dẫn nhân loại. Tức là đúng 700 năm sau Trần Nhân Tông, Phật Hoàng Trần Nhân Tông giáng lâm trở lại thành lập hội đồng cứu nguy Việt Nam. Ngày xưa có hội nghị Diên Hồng, ngày nay phải có hội đồng cứu nguy dân tộc Việt Nam. Chưa hết, ngày nay phải có hội đồng lãnh đạo cứu nguy nhân loại. Đó là năm 2010 khi mà Thượng Đế Toàn Năng hiện ra bảo chú giống đóng vai vua Việt Nam để lãnh đạo cứu dân của nước Việt, để sống làm gương cho nhân loại. Để rồi đến năm 2012 Thượng Đế hiện ra bảo chú giống đóng vai đạo trưởng thế giới, đó là Di Lạc Phật Vương, nhận lãnh sấm lệnh, thêm sấm lệnh mới của Thượng Đế để hướng dẫn nhân loại trước khi tận thế. Trời kêu anh ấy dạ, tại sao các em nhân loại kỳ thị với tao làm cái gì? Đó là chưa hết. Đồng bào Việt Nam chúng ta, những cái thành phần mà ngu xuẩn, ác độc, tham lam, đố kỵ, ganh tị cái gì đó, tụi bay ganh tị với tao làm cái gì? Tao xin Thượng Đế cho tao trao ngôi vua Việt Nam của tao đến tận tay tụi bay để chúng ta cùng nhau làm việc. Tao ngu sao làm việc mình? Tại sao tụi bay không hiên ngang, tụi bay liên lạc với tao danh chính ngôn thuận để tụi bay cùng nhau lãnh cái tước vị vua Việt Nam để cùng nhau làm việc phục vụ cho nhau? Đó là cha chúng ta là Thượng Đế Toàn Năng, bằng lòng như vậy, tao đã xin như vậy mà. Khi mà Thượng Đế Toàn Năng hiện ra đội cái triều thiên mũ vua lên đầu tao, ngài đã định tao, ra lệnh tao nhận lãnh tước vị vua Việt Nam để lãnh đạo cứu dân của nước Việt. Tao đã xin Thượng Đế, tao đôi co với Thượng Đế, là cha của chúng ta đó. Tao từ chối, ngài ơi, Thượng Đế không cho phép. Dứt khoát, tao biết tao không thể trốn tránh được,
tao mới đặt điều kiện với Thượng Đế, với cha của mình á. Tao xin phép cha của mình cho phép tao trao ngôi vua Việt Nam của tao do chính Thượng Đế ban cho, để trao cho tất cả đồng bào Việt Nam chúng ta để cùng nhau làm những ông vua, những bà hoàng, phục vụ cho nhau. Tại sao tụi bay không liên lạc với tao? Có một số liên lạc khôn quá. Nhưng mà còn hầu hết đồng bào Việt Nam chúng ta, tại sao chúng ta không đồng hành với nhau để làm việc? Những ông vua, những bà hoàng phục vụ cho nhau. Tất cả mỗi công việc tốt của mỗi chúng ta, nếu chúng ta làm việc một cách chân tình, thật tâm, với tinh thần phục vụ cho nhau, thì giá trị của mỗi công việc của mỗi chúng ta đều giá trị như nhau. Trước mặt Thượng Đế, trước mặt lương tâm chúng ta. Bởi vì chúng ta tận hiến tất cả những gì mà quý giá nhất khả năng chúng ta có, thì cái giá trị đó không thể so sánh được. Không có việc lớn, việc nhỏ ở đây nữa. Chỉ trừ khi nào mà chúng ta làm việc một cách không thật tâm, thật lòng, với tinh thần phục vụ cho nhau, thì đó là chúng ta có thể so sánh được. Việc thờ ơ, vô trách nhiệm, việc làm cho có, việc sầu bác, việc lạm dụng cái này. Nhưng mà nếu chúng ta làm việc một cách chân tình, bằng hết khả năng của chúng ta, những gì mà chúng ta biết chúng ta có thể làm được, với tinh thần phục vụ, thì tất cả mỗi công việc của chúng ta đều giá trị như nhau. Mình đâu có thể nào mình làm hết nhiều công việc được. Mình đâu thể nào làm công việc chuyên môn của người khác được. Cái anh chàng lương y, anh chàng bác sĩ tốt quá nha, chứ không phải là bác sĩ thời nay, bác sĩ là hầu hết là làm giàu sao bạc sao ác không à. 100 bác sĩ bây giờ may ra kiếm được một tay bác sĩ đàng hoàng. Mình nói xin lỗi, nói thẳng luôn, mẹ tao đã từng là một lương y, tao biết. Tao đi thai cũng cả 12 năm nay rồi. Cái người bác sĩ đâu thể làm cái người nghề nông được, đâu có giỏi bằng nghề nông. Người nghề nông không thể làm nghề bác sĩ được. Cái tay luật sư không thể làm cái nghề mà sửa xe được. Người sửa xe không thể làm cái nghề nông được. Người sửa xe không thể làm cái nghề bác sĩ hay luật sư được. Tức là mỗi ngành nghề đều có cái giá trị đặc biệt riêng mà cần có nhau. Nhưng mà phải làm với cái tinh thần phục vụ thật tâm thì mới có giá trị, bằng ngược lại là nguy hại vô cùng. Vậy thì tưởng tượng thế giới này toàn màu đỏ không, mẹ nhìn riết rồi nhìn vô đường hồi khùng luôn, điên luôn à. Hay là toàn màu đen không, đời đen thui, tối đen. Màu đen không, toàn ten, hòn giấy đen treo toàn ten. Hay là cuộc đời này toàn là có đực rửa không, toàn ten, hòn giấy đen treo toàn ten. Chán bỏ sừ. Hay cuộc đời này chỉ có toàn có phái nữ, toàn có bướm bướm không, rốt cuộc thì mật đâu, không toàn ten, hòn giấy đen đâu, không. Tức là ở dơ là hòn giấy nó sẽ đen đó, không phải có cái này có cái kia, cái hài hòa. Giống như cơ thể chúng ta giờ có hai con mắt không, mà không có cái mặt mũi gì kia mẹ sao sống. Cần có nhau, hỗ trợ với nhau. Nó sẽ sai chút xíu nữa, mặt trời mặt trăng nữa, cần có nhau. Tất cả chúng ta liên hệ với nhau, từ việc nhỏ đến việc lớn. Chuyện đâu còn có đó. Đừng có hung hãn, đừng có đả phá, đừng có hủy diệt, đừng có tham lam. Thượng Đế tác tạo ra chúng ta, Ngài biết chúng ta cần gì. Khi mà chúng ta có mặt qua địa cầu này là do hồng ân, tình thương của Thượng Đế ban cho, thì chúng ta mới có thể hiện hữu ở qua địa cầu này. Bằng ngược lại là chúng ta không có hiện hữu được ở qua địa cầu này, hay là bất cứ ở đâu. Quả địa cầu này coi vậy chứ lớn lắm chứ không có nhỏ đâu. 8 tỷ người, xương sẩu ruột phèo phổi lục phủ ngũ tạng nắn lợi thành một cục bò dồi viên, đường kính chỉ hơn 1 cây số. 8 tỷ người đó,
mà cái quả đi so với quả đi cầu này bị lớn. Quả đi cầu này dư thực phẩm cho tất cả chúng ta dùng nhiều năm lắm, hiểu chưa? Đó là chưa kể tài sản căn nhà của Thượng Đế của cha chúng ta bao la vô cùng tận. Thông thường khoảng chừng 500-700 ngàn trái đất cộng lại bự bằng một mặt trời, một mặt trời thông thường bự bằng một ngôi sao. Càn khôn này có ức triệu ngàn tỷ 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 ngôi sao, nhiều còn nhiều, còn nhiều cái hành tinh giống như trái đất lắm, nhiều lắm. Ở đây chúng ta đến đây là thử nghiệm thôi, thiên đàng đại thế nè. Mà chúng ta không vượt qua cái ải này là chúng ta sẽ mẹ bị nhốt trở lại quả ngục để rèn luyện hồn vía xác vía lại. Chú Giống đã nhận lệnh của Thượng Đế nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, nghe chưa? Đừng có để trở lại quả ngục học bài học vỡ lòng, là phải tôn trọng tất cả, nghe chưa? Đừng có để trở lại đây học lại, nóng lắm. Trong người chúng ta là có quả ngục á, có quả, có thủy, có thổ đầy đủ hết á, không khí được cái đó. Thành ra đừng có nói chuyện ngày xưa chúng ta đã một khoảng thời gian nào đó linh hồn chúng ta vía chúng ta đã có mặt ở quả ngục, ở những tầng giới nào đó mình phải duyệt xét lại. Bởi vì mà trong người mình có quả, thấy chưa? Mình đã học rồi, bây giờ đừng để trở lại đây, để đây nóng lắm. Con bé mình đã học qua rồi, giờ bắt phải học lại cái bài học đó, rồi trở lại quả ngục rồi để rèn luyện hồn vía xác vía lại. Sao mà ngu vậy? Quả ngục nóng lắm, mà tao đốt liền cho coi nè, lửa thường nè, đưa con ta vô nè, nóng quá rút ra. Lửa thường nè, đưa con ta vô nè, ôi nóng quá rút ra. Lửa quả ngục nóng gấp trăm, gấp ngàn lần, nhiều chục ngàn lần so với lửa thường. Các em nhân loại chịu đựng nổi không? Chú Giống chịu không nổi đâu, tao chịu không nổi. Mẹ mới lửa thường tôi đưa con lại vô, nửa sắc cần tao đã rút ra rồi. Mà cái chết đau đớn nhất là chết cháy. Mẹ tụi bay có ngu thì ngu gì vừa thôi, tụi bay ngu quá. Tụi bay để tao làm việc kêu bằng như vậy thì thôi tao không biết nói làm sao luôn. Thôi. Thế ra tụi em chờ chờ biến thiên lúc đó tụi bay mới đón tao về nước thôi. Để coi coi sao. Tao không hiểu tụi bay luôn. Mà tao xá, tao lại tụi bay. Tụi bay ngu thì ngu gì vừa thôi, tụi bay ngu quá. Bây giờ người Việt Nam từ Nam ra Bắc, từ Bắc với Nam nhớ cầu nguyện và thông báo cho nhau khẩn cấp, tại vì cái tình trạng này là biến thiên khó tránh khỏi rồi. Mà tụi bay cứ ù lì bê trễ, lãnh đạo thế giới thì thôi tụi nó bị kìm kẹp qua bởi những túi thơm không đáy, bởi những cái túi thơm quyền thế, rồi chúng nó mà lương lẹo ăn chơi mẹ, rồi sụp bẫy với cái bọn thế lực ngầm, cái bọn núp trong lùm trong bụi, đầu cơ tích trữ gian manh đó. Tụi nó đa số là không có đóng những cái vai lãnh đạo các quốc gia, mà tụi nó là đóng vai lãnh đạo các tập đoàn gian tham, bọn thế lực ngầm. Và tụi nó đã và đang theo dõi chương trình. Hiện tại bây giờ tụi nó đang theo dõi chương trình luôn. Mà tụi nó biết chú Giống là ai. Tụi mình biết nhau quá mà. Nhớ là người điên không có làm nhạc thiên đàng được nha. Từng đoạt giải cá nhân xuất sắc đại hội nhạc trẻ trường phái sáng tác nhạc thiên đàng đại hội thời trang nhạc trẻ trường phái sáng tác nhạc thiên đàng đã từng nhiều hãng nhạc thế giới mời cộng tác, mẹ nó trả bạc triệu đô la đó hàng năm đó, nhưng mà từ chối dứt khoát bởi vì không bán linh hồn cho chúng nó. Đến ngày hôm nay chúng nó vẫn tiếp tục dụ mời nhưng mà dứt khoát không có bán nhạc thiên đàng cho chúng nó, không có bán linh hồn của chúng nó. Bán nhạc cho chúng nó là bán linh hồn cho chúng nó, hợp hợp đồng ký là như thế, ký một năm là phải bán linh hồn cho chúng nó.
phải làm bất cứ cái gì mà nó ra lệnh. Luật chơi là như thế. Chiếc máy mà chú giống bán, tao làm nhạc thiên đàng, nhạc của Thượng Đế, để phân phát cho càng khôn, phân phát cho sự sống, phân phát cho nhân loại nói riêng. Tụi bay là cái gì, thế lực ngầm là cái gì mà tụi bay mày mua nhạc của Thượng Đế, ra lệnh bảo tao làm, đúng không? Người điên sao làm lương y? Lương y là điên sao làm võ sư? Người điên sao làm y thiền sư, làm Phật sống càng khôn, đúng không? Người điên thì sao mà mẹ có tới 7 mặt con hả? Còn mẹ có 2 đời vợ mà không có con nào để biết nấu cơm mẹ ăn hết, mà bắt ngủ chung hoài mệt thế. Tại vì mình tốt giống đó, mẹ cho ăn đồ cơm hàng cháo chợ 50 năm mẹ không có hồng ân của Thượng Đế mà thanh lọc bản thể là chết mẹ rồi. Ăn cơm hàng cháo chợ nó nêm nếm cho ngon miệng là ăn mẹ chết á. Vợ đầu mẹ nó nói mình khùng, mình làm việc Thượng Đế mà nói mình khùng, nó vu khống mạ lị mình, nó bắt mình phải dứt khoát, phải thuần phục nó, không được làm việc của Thượng Đế. Nó vu khống mạ lị mình, rồi nó ly dị mình. Ngu quá trời ngu. Ly dị đã rồi năn nỉ mình về, thôi. Mà mình là người cứu nó trong lúc mà nó muốn tự giận nữa nha. Cứu người, người trả quán, cứu vật, vật trả ơn thì có thiệt. Vợ sao chịu đựng mình không nổi, nói mình lo cho thiên hạ nhiều quá không có thời giờ cho nó, là nó bỏ mình, ly dị mình. Ly dị xong rồi nó năn nỉ mình, Chúa không cho nó ở gần mình nữa. Mình giờ khỏe, độc thân khỏe. Mà vợ con nào cũng đẹp á, đẹp gái lắm. Mà tại sao mình không hưởng thụ ăn chơi, hưởng thụ cái gì? Việc của cha trời, Thượng Đế toàn năng quan trọng hơn. Mình phải đặt Thượng Đế trên hết mọi sự. Kế nữa là gia đình, thứ ba là mới tới việc làm. Sinh nhai. Hãy sống như thế. Bởi vì trước tiên mình phải cảm ơn Thượng Đế trước. Bởi vì đứng tác tạo ra mình, ban cho mình sự sống đời đời kiếp kiếp. Kế nữa là mình phải lo cái gia đình nhỏ nhỏ của mình, thấy không? Nếu có thể sinh sản, có con cái để cảm ơn Thượng Đế toàn năng, thấy không? Rồi cái việc làm, Thượng Đế biết mình cần gì, Ngài ban cho mình chứ. Cha mình không biết mình, ai biết mình cần gì. Mình đối với Thượng Đế, mình là những đứa trẻ 5-6 tháng tuổi, thế thôi. Thượng Đế lo cho mình. Mình già đầu lên, bây giờ già lên mình trưởng thành, mình có bổn phận với con người của mình. Có sức khỏe là phải làm việc. Chứ đừng có nói tu rồi mẹ, rồi chờ người khác cúng quải, dân cúng. Là cái bọn lường gạt, lười biếng, dâm tạc. Tu rồi chiếm danh cha luôn. Tu rồi khinh thường đức mẹ luôn. Đức mẹ là mẹ bà Eva thủy tổ là người á, mà khinh khi đức mẹ. Tụi bay là cái bọn quỷ nhập. Tao nói vậy đó, tụi bay lên đây đối chí với tao. Tất cả các lãnh đạo tôn giáo, ngay cả cái bọn cái bang cậu 2, chú 8, dì chú 9, cậu 3, dì 9, dì 2, con mẹ gì, tụi bay lên nói chuyện với tao. Thanh Hải vô thượng sư, cái thằng quỷ dâm tặc Ruma Trần Tâm, rồi tới cái đám thằng khùng Ngô Tấn Kiệt nữa. Lên đây nói chuyện với tao. Rồi tới hội tâm linh gì, các tâm đéo gì tụi bay, mẹ xạo xạo, lường gạt bá tánh nữa. Lên đây. Tao dùng ngôn ngữ bình dân, khi cần tao dùng. Tao chửi thẳng vô mặt tụi bay luôn, để cho tụi bay thức tỉnh. Tụi bay có ngon lên đây nói chuyện với tao nè. Sợ trốn. Tại vì tụi bay biết tao là ai. Tại vì tao thương tụi bay, tao mới nói thẳng nói thật. Tao không có nặng phần tình diễn. Đây là vở kịch thật. Vở kịch cười ra nước mắt. Vở kịch vì tình thương thật lòng. Một vở kịch có mở đầu,
và có phần phần gì? Thân bài, rồi phần kết luận. Những kẻ giả dối phải sám hối thì được tha, được cứu. Còn không sám hối là sẽ bị phạt. Cuốn phim nào, vở kịch nào cũng thế. Sự thật cũng là sự thật. Mà đặc biệt á, thời cuối, thế giới nhân loại, thời cuối rồi. Xâm định thứ nhất, Thượng Đế phán bảo: ta biết có một số nhân loại các con vẫn còn nghi ngờ quyền năng của ta. Ta chính đây là Thượng Đế toàn năng. Ta là Chúa Giêsu. Như lời ta đã phán, ta là Thượng Đế toàn năng. Nhân loại các con đừng luyến tiếc những gì trong quá khứ. Các con hãy sống theo những điều chỉ dạy của ta. Ta sẽ ban cho các con phần thưởng nhiều hơn trong quá khứ. Và ta đã có phần thưởng cho các con ở nước thiên đàng. Vì ta là Thượng Đế toàn năng. Như lời ta đã phán, ta là Chúa Giêsu. Mà chính Ngài đã vẽ khuôn mặt của Ngài trên mây, bề ngang hàng trăm cây số và dài hàng trăm cây số. Đây là hình mẫu gốc, chụp như thế nào, in ra như thế. Ngài phán bảo phước lành của Ngài đi cùng hình ảnh khuôn mặt của Ngài. Nhân loại chúng ta cần được biết, cần được có để cầu nguyện với Ngài mọi nơi, mọi lúc, khi mà chúng ta có cơ hội. Và Ngài là đứng duy nhất mới có thể cứu chúng ta, giải thoát chúng ta mà thôi. Ngoài ra không có đứng nào khác. Và Ngài kêu gọi chúng ta phải phân phát cho nhau được biết. Sấm định thứ nhất, Ngài ban cho cuối tháng 8 năm 1984, sau 2 năm 8 tháng thiền định tĩnh tâm, Ngài mới nhậm lời, Ngài mới hiện ra, Ngài ban cho sấm định mới đầu tiên là như thế. Vào lúc đó, Ngài đã ban cho chú giống 7 dấu ấn thánh giá trên người để bảo vệ chú giống mọi nơi mọi lúc khỏi những kẻ ác. Một dấu ấn trên đầu, đỉnh đầu, một ngay đây, một cái ngay ngực, một cái ngay đây, một cái ngay đây, tức là vai phải vai trái có hết, ngực nữa, trán nữa, trên đỉnh đầu nữa, chân phải chân trái đầy đủ luôn, 7 dấu ấn thánh giá. Chưa hết, trước đó Ngài ra lệnh bảo chú giống phải cắn bắp tay phải của Ngài. Thượng Đế ra lệnh chú giống, bảo chú giống cắn bắp tay phải của Thượng Đế để vững tin là Thượng Đế có thật. Và Thượng Đế kêu gọi nhân loại chúng ta phải thông báo cho nhau được biết. Sấm định đặc biệt, giá trị quan trọng nhất, không có gì so sánh được. Sấm định là sấm định trường sinh bất tử cho những ai chấp hành, nhận lãnh và chấp hành, thông báo cho người khác được biết một cách thành tâm, chân tình, danh chính, ngôn thuận. Chú giống gặp lặp lại, Thượng Đế toàn năng hiện ra, Ngài phán bảo: ta biết có một số nhân loại các con vẫn còn nghi ngờ quyền năng của ta. Và Thượng Đế toàn năng điểm mặt chú giống luôn, ngay cả chính con, ta đã hiện ra dạy dỗ con giữa ban ngày tại miền Nam Việt Nam khi con lên 4 tuổi. Ta biết có một số nhân loại các con vẫn còn nghi ngờ quyền năng của ta. Ta là Thượng Đế toàn năng, ta là Chúa Giêsu, ta có thật. Nhân loại các con đừng luyến tiếc những gì trong quá khứ. Các con hãy sống theo những điều chỉ dạy của ta. Ta sẽ ban cho các con phần thưởng nhiều hơn trong quá khứ. Và ta đã có phần thưởng cho các con ở nước thiên đàng. Vì ta là Thượng Đế toàn năng, như lời ta đã phán, ta là Chúa Giêsu. Đây, bắp tay đây, con cắn đi để vững tin. Chú nhắn cắn liền, bởi vì Thượng Đế ra lệnh. Tao cắn đến nỗi mà răng tao ê đau quá, không thể cắn, tiếp tục cắn, cắn nữa tao gãy răng. Cắn mạnh như thế, cùng lúc tao nghĩ trong đầu, chết mẹ thì mình cắn ông này mạnh quá, ông này sẽ bị trầy da, sức thịt chảy máu, tao phải nhả ra.
Tao nhìn ngay vết cắn, tao vừa cắn bắp tay phải của Thượng Đế. Tao không thấy hề hấn gì cả. Tao không thấy dấu răng, không thấy chảy máu, không thấy bầm dập gì cả. Tao tự nhủ trong lòng, sao lạ quá vậy ta? Mình cắn ông này mạnh quá. Đúng ra ông này trầy da xuất thịt chảy máu, có dấu răng, mà tại sao ông ta không có hề hấn gì hết? Đó bởi vì ông ta là Thượng Đế toàn năng. Rồi sau đó Ngài phán bảo, con thông báo cho nhân loại được biết sấm lệnh quan trọng ngày hôm nay và kêu gọi chúng nó cũng hãy làm như thế, thông báo cho nhau được biết. Chú giống xin cha trời Thượng Đế đang đóng một dấu ấn thánh giá nên tráng thôi. Ngài rộng lượng, Ngài đóng 7 dấu ấn luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dấu ấn thánh giá. Những cái ác muốn hại con sẽ không làm gì được con, vì ta là Thượng Đế toàn năng, luôn luôn bảo vệ và bổ sức cho con. Đó là cuối tháng 8 năm 1984. Từ thời đó Chúa Giống đã thông báo đến ngày hôm nay trên 40.000 chương trình. Từ thời đó đến ngày hôm nay tao xém chết trên 100 lần. Biết bao nhiêu kẻ nghi kỵ tao, cái bè này phé nọ, đảng này đảng kia, rồi cái rồi chế độ này chế độ kia, rồi cái kỳ thị chủng tộc, rồi cái kẻ ác, rồi cái tai nạn mưu sát, rồi cái trên 100 lần tao vẫn bình an. Những kẻ hiểu lầm lần lượt mà năn nỉ xin lỗi tao, có những đứa đến văn phòng quỳ gối đúng xin lỗi luôn, đại diện của Tàu Cộng, đại diện của Việt Cộng từng đến đây quỳ gối đúng xin lỗi tao nè. Xin lỗi cha trời Giêsu mới là quan trọng, tao không là cái gì hết. Tao làm việc cho cha trời Giêsu, tao là anh của tụi bay. Tụi bay chưa biết tao, rồi tụi bay hiểu lầm tao, khinh bỉ tao không sao, chuyện nhỏ. Nhưng mà tao biết tụi bay, tao không khinh bỉ tụi bay được, tại vì tao biết tụi bay là ai. Tụi bay là em của tao, tụi bay là con cái của Thượng Đế toàn năng. Nhưng mà việc của cha trời Thượng Đế toàn năng, tụi bay đừng có xúc phạm. Tụi bay xúc phạm, tụi bay sẽ bị nhốt ra lại quả ngục. Mà quả ngục thì khổ vô cùng. Đây không phải là chuyện đùa ở đây. Bị nhốt qua ngục lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt, nhiều ngàn năm. Rồi mặt mày hồn vía tụi bay đó, kêu bằng rên xiết khóc lóc như vậy. Rồi mặt mày hồn vía xác vía tụi bay biến thành mặt quỷ sơ thăng xấu quắc như vậy. Tụi bay chịu nổi không? Không. Bởi vì tất cả quý em nhân loại, đừng có bướng bỉnh nữa. Không ít lời gì đâu, vừa phải thôi. Chúng ta đến đây qua địa cầu, mỗi chúng ta đó, chúng ta đến đây nhiều lần rồi, học bài học. Đừng có tham lam, đừng có hung dữ, đừng có ác độc, để được lên lớp sống cùng thiên đàng tại thế sắp tới, cũng như được về cõi thiên đàng tuyệt vời vô cùng tận nữa kìa. Và nhân loại thời nay đang sống vào thời cuối của thế giới nhân loại. Nhân loại đang sống vào thời cuối của thế giới bon chen, chụp giật, bốc hốt, hung dữ, ác độc, xảo trá, lọc lừa, tham lam, ham mê, thích muốn, hưởng thụ đủ thứ gây tội ác. Thế giới dâm tặc, ham mê, dục vọng, vật chất, danh vọng, ảo quyền, thế gian xảo. Thế giới đó sắp sửa chấm dứt. Quý em nhân loại, các em nhân loại có nghe rõ không? Nhớ dịch cho nhiều thứ tiếng nhà tao không có thời giờ dịch đâu. Không thời giờ nói tiếng Anh nữa. Chuyện này đúng là tụi bay phải làm. Mẹ tưởng sao tụi bay dịch, tôi dịch cho băng đảng tụi bay nghe. Dịch cho băng đảng thế lực ngầm giàu có tụi bay nghe. Dịch cho băng đảng cái đám mà lãnh tụ lãnh đạo các quốc gia, dịch cho cái đám mà lãnh đạo tôn giáo tụi bay nghe, dịch cho cái đám mà lãnh đạo các các công ty lớn, thấy không? Còn dịch mà để cho nhiều thứ tiếng mà, ở ở ở
Quả địa cầu này bây giờ có trên dưới 200 quốc gia, ít nhất phải dịch ra đó, mỗi một quốc gia là phải có người dịch ra đàng hoàng. Sẽ đến một giai đoạn như vậy mà đến bây giờ phút này thì mẹ chưa có đi đi chưa có đến đâu hết á, tại vì quốc gia nào cũng thủ hết rồi, người nào cũng thủ hết rồi, thế lực này thế lực nọ thế lực kia toàn là cái bọn ham tham mê thích muốn đầu cơ tích trữ hưởng thụ, lo đong đầy những túi tham không đáy mà ông bà tổ tiên nhân loại đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, những túi tham không đáy nguy hiểm vô cùng. Thôi vậy với các em đó, chuyện của các em tao đâu cầm cu cho tụi bay lái được trong lúc tụi bay còn khỏe mạnh, đúng không? Ừ. Nhớ nha đồng bào nha, đừng có cúng quải cho mấy cái thằng khỏe mạnh đi tu mà cứ xin tiền cúng quải hoài là không được. Tránh xa các chùa chiền am tự mà ngay cả các nhà thờ hiện tại bây giờ nữa. Tụi bay nhà thờ nào mà không nghe lời chú giống hướng dẫn này, chấp hành khẩn cấp á. Đồng bào nhân loại không cần phải đến nhà thờ. Thượng đế ở khắp mọi nơi. Chỉ cần hình ảnh của Ngài, cầu nguyện với Ngài. Hình ảnh này có phước lành của Ngài đi cùng. Lãnh đạo của các nhà thờ, các em nghe không? Tao không có dẫn mặt cho tụi bay nha. Từ thằng giáo hoàng cho đến các linh mục, mục sư địa phương khắp nơi trên quả địa cầu này, tao đạo trưởng thế giới nhận lệnh của cha trời thượng đế toàn năng Giêsu dạy dỗ tụi bay trước khi tận thế, tao không có dẫn mặt khi tụi bay biết mà, tao mình đây là dốc nó xạo là tao chết mẹ với tụi bay lâu rồi, tụi bay giáo dân đông lắm đúng không? Tại sao tụi bay không dám kêu giáo dân chống tao? Tại vì tụi bay biết đây là sự thật, các chùa chiền am tự cũng thế. Tất cả các tôn giáo tụi bay biết đây là sự thật. Đó là lý do tại sao tụi bay không dám chống tao, đúng không? Tụi bay chống tao, tụi bay chống Thượng Đế. Mà Thượng Đế là có thật. Quỷ Sa Tăng có thật. Chúng nó sẵn sàng bắt tụi bay đó. Tụi bay tin không? Tụi nó được lệnh của Thượng Đế đó. Và tụi nó đã trình diện tao, yêu cầu tao nè, van xin tao phân công cho tụi nó để xử tụi bay đó. Mà tao can ngăn, tụi nó sẵn sàng kéo tụi bay xuống quả ngục thế chỗ chúng nó đó. Tao đã can ngăn, giờ đây tao không can ngăn nữa, tao bây giờ không có thẩm quyền can ngăn nữa. Cái thời gian mà can ngăn đó hết rồi. Nghe bài nhạc trên đàn. Okay. Du ngoạn cùng càng khôn đi. Thuần thái hòa trên khắp nẻo năm châu,
cha cho thầy cho đó là quốc ca mới của nước Việt, cũng là quốc ca đại diện cho cả thế giới, đại diện cho càn khôn, đại diện cho thiên đàng tại thế sắp tới, và thậm chí đại diện ở trên cõi thiên đàng luôn nữa. Vậy bài quốc ca của Thượng Đế Toàn Năng ban cho mà chú Giống đã bắt đầu soạn từ thập niên 80 á cho đến năm 2010 mới xong, lời lẽ mới xong. Còn đây là quốc kỳ. Đây mấy em nào mà dùng quốc kỳ á, những hình ảnh của Thượng Đế Toàn Năng á, hình Chúa Giêsu như quốc kỳ á, mà in in ra mà bán tầm bậy tầm bạ là các em bị phạt đó. In áo in này rồi các cái rồi bán là kể như là bị phạt đó nha. Chú Giống có theo dõi đó. Tụi bay có mấy cái đứa nào mà có những cái âm mưu đó đó thì chấm dứt nha, bị phạt đó. Tụi bay đừng để mà tao nêu đích danh ra, tụi bay mẹ đội cái quần què mẹ trốn, chỉ có trốn luôn đó, tao không có dẫn mặt tụi bay đâu. Tụi bay đừng thấy tao rộng lượng, tao hiền, tao không nói đừng là không biết à. Ô, đây nè, hỏi thằng Hồ Chí Minh có mấy vợ, mà hỏi đi hỏi lại hoài nè, vợ nó nè, cả bầy nữa luôn nè. Bây giờ nó đang bị nhốt quả ngục, nó khổ lắm, quên nó đi. Hồi nãy tao lãnh nó về, tao bay hỏi chuyện gì khác, nó hỏi bà chuyện này, bây giờ còn hỏi mấy chuyện nữa. Rồi cái xâm định thứ nhì là nhận vào ngày 1 tháng 9 năm 2010. Cha trời Thượng Đế Toàn Năng cho biết Ngài sẽ đặt nhà tạm của Ngài thành mới, thành Jerusalem, từ thiên đàng xuống qua địa cầu. Và Ngài bảo thông báo cho nhân loại được biết, và kêu gọi nhân loại thông báo cho nhau được biết khẩn cấp cái nhà tạm của Ngài, cái thành Jerusalem á, làm bằng cái bờ tường á, mày phải làm bằng vàng ròng, bằng cẩm thạch, ngọc thạch, ngũ thạch, rồi hồng ngọc, rồi cẩm thạch, rồi mạ với vàng rồng, đá quý, hột xoàn, rồi các cái bờ tường đó lớn lắm. Thiên đàng tại thế mẹ tụi mày, mấy thằng mấy con mà thế lực ngầm tụi bay mà chấm dứt âm mưu cái chuyện mà sát hại nhân loại đi, không mấy tụi bay mẹ bị phạt nay mai đó, tao nói cho tụi bay biết trước á. Thương tụi bay không cho tụi bay phạm tội nữa, thành ra bắt đầu rồi. Quý thần thiên nhiên, anh hùng chi linh thiên, ngay cả quỷ sa tăng nhận sấm lệnh lần lượt sẽ lôi hồn tụi bay ra khỏi xác, nhốt tụi bay trở lại quả ngục, cho tụi bay học lại bài học đàng hoàng trở lại. Bài học ở quả ngục khổ lắm thì ráng chịu, không cho tụi bay tiếp tục phạm tội nữa. Tụi bay là quá sức tưởng tượng rồi, quá tai rồi. Ham ăn chơi bậy đàm bạ, dơ dãi bẩn thỉu, dâm tặc,
gì cũng vậy vừa phải thôi. Có vợ có chồng đàng hoàng, sinh con đẻ cái, dạy dỗ con mình biết cảm ơn Thượng Đế toàn năng. Mấy đứa bày đặt tu hành vô chùa chiền am tự nhà thờ, tụi bay tưởng là tụi bay ngon hơn mấy người thường sống ngoài bình thường á. Mấy người ta sống bình thường, người ta làm việc đàng hoàng, không có gia đình, không người ta làm việc đàng hoàng, người ta tôn thờ cha trời thượng đế toàn năng, người ta mới làm được việc hơn tụi bay đó. Tụi bay quyết định tụi bay đi tu, tụi bay không có lập gia đình, tụi bay bớt cực thôi, tụi bay sướng cặt sướng chim, tụi bay sướng thể xác, tụi bay khỏi phải cực nhọc. Nó thẳng như vậy đó. Tụi bay tưởng là có con là ấy đâu, mà có con cái cực lắm á, có con cái làm gì, cảm ơn Thượng Đế toàn năng tác tạo ra mình, tác tạo đời sống, tác tạo ra con cái. Miễn là đừng có ăn chơi tầm bậy tầm bạ thôi là tốt lắm. Chứ đừng nghĩ là tụi bay tu độc thân là tụi bay nghĩ là tụi bay hơn những người lập gia đình. Đừng đừng nghĩ vậy, nghĩ là tụi bay sai rồi. Có anh chàng này nè, anh thấy hình ảnh cha trời Giêsu đó, anh mừng quá, anh cầu nguyện nè, coi cách anh cầu nguyện nè, anh chàng này nè, anh chàng này ảnh là lính thủy quân lục chiến, kêu ra vô với sự chết á, mà khi mà anh thấy mà chú giống ôm cái hình này cầu nguyện ở nơi công cộng nè. Thấy không, anh chàng này nè, ảnh quy ảnh cầu nguyện nè, thấy không, thật tâm, thấy không, coi cậu cái cậu của em này nè cầu nguyện nè, cái anh chàng này cầu nguyện hay không, thật tâm, đây là lính thủy quân lục chiến, kêu bằng đối diện với cái chết đó, dễ dàng đó, mà không có bị gì hết. Từ chiến trường về thấy hình ảnh này, chú giống hướng dẫn đồng bào cầu nguyện ở nơi công cộng ở Bô Gia đó, anh chàng này anh mừng quá, anh cảm động, anh cảm kích quá, anh cầu nguyện. Đó rồi, vậy là chú giống xin phép được nghỉ ngơi rồi. Ok, đủ rồi. Di Lặc Phật Vương xin phép được nghỉ ngơi. Hẹn chào vào chương trình tới. Xin được nghỉ dài lâu mà Thượng Đế không cho. Tình hình nó quá quá sức rồi con ơi. Con phải lên chương trình thường xuyên. Ồ, coi Phật Thích Ca chuyển qua màu hồng đẹp không? Chú em Phật Thích Ca cầu nguyện gia nhập hội đồng cứu viên nam và nhân loại để phù trợ thánh giống Di Lặc Phật Vương làm việc. Đọc đây nè, đọc đây nè. Ồ, hình Phật Phật Ca đẹp quá, đẹp quá. Giờ này phải phải giáng lâm trở lại, xin Thượng Đế cho giáng lâm trở lại để học đạo giải thoát do thánh giống Di Lặc Phật Vương hướng dẫn. Đặc biệt như vậy, tao là Di Lặc Phật Vương đây, đến nỗi chú em Phật Thích Ca mà phải 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 trình diện tao nữa để mà nghe tao giảng dạy về đạo giải thoát. Tụi bay là cái gì mà tôi bày đặt không hết. Ừ, hình màu gốc nè, rõ ràng không? Đây là Thượng Đế toàn năng nè.
Ngài là Chúa Giêsu đó. Tất cả quyền thần, quỷ thần, tất cả uy quyền, cả càn khôn phải thuần phục Ngài. Ngài đã chiến thắng tất cả. Ngài là Thượng Đế toàn năng, Ngài phán bảo như thế. Ngài đã lệnh tao thay mặt Ngài để dạy dỗ nhân loại trước khi tận thế, dạy về sấm lệnh của Ngài. Tụi bay có hống hách cái kiêu ngạo, tụi bay đối diện với tao đi, bất cứ ở đâu, nhân loại, những đứa cứng đầu cứng cổ, hung dữ ác độc, xảo trá lọc lừa mưu mô, kỳ này tụi bay không nghe lời tao dạy bảo là tụi bay sẽ bị nhốt ra là quan ngục hàng ngàn hàng triệu năm thì ráng chịu. Còn các em những đứa nào mà biết chương trình rồi là phải thông báo cho người khác, đừng có chơi cái màn mà chơi cái tình bờ đó, biết rồi là giữ đó không được đâu. Rồi quay lại đây hình một góc nè, phần ca nè đó, ok đầy đủ hết rồi đó, ok rồi hình một góc rồi, đây là đây đây nhớ copy cho được hình ảnh của Thượng Đế, phân phát cho nhau chấp hành thẩm định mới nhất của Ngài. Đây là quốc kỳ nè, quốc kỳ mới đại diện cho cả thế giới đó, đại diện cho càn khôn, đại diện cho thiên đàng luôn. Ok, đạo giải thoát đó. Hôm nay rồi chú giống được nghỉ ngơi rồi đó. Đây, ok, để hình biểu tượng của Đức Mẹ nữa. Ok, rồi. Alright, đó. Ok, rồi. Một bài nhạc. Vũ Hoàng cùng Càn Khôn. Chào Quốc Kỳ, hát quốc ca đi. Rise, and with love our Father in heaven, hand in hand we'll see tomorrow. In pure love we all live in peace, every corner through the whole world. Everyone sings the righteous way, foundation of the future will be from heaven. Chào tạm biệt.
I love you all. Nhớ thương yêu đùm bọc tha thứ cho nhau. Tuyệt đối là không có bạo động trong bất cứ tình huống nào. Bởi vì tất cả nhân loại chúng ta là anh em ruột thịt với nhau. Nhớ chưa? Nhớ chấp hành thẩm định mới nhất của cha trời Thượng Đế Toàn Năng Giê-xu ban cho. Đừng có chậm trễ nữa. May the Holy God Jesus Christ be with you and be with your family from now on. Okay? Please turn yourself to the Holy God Jesus Christ. He is the Almighty God. Peace be with you. Be with Jesus and be happy, my dearest brother and sister around the world. About 8 billion of us, brother and sister around the world, we are in the same family, the children of the Almighty God. And the Almighty God is the Holy God, Jesus Christ. Remember that. I love you all. See you next time. Thank you. Okay, ciao. Rồi, nghe dòng nhạc tĩnh tâm rồi. Ở Việt Nam đi ngủ luôn đi nha. Ok. Alright. Rồi. Nghe bài, coi bài gì nè. Có bài... nghe bài nhạc này rồi, rồi đồng bào Việt Nam đi ngủ luôn. Hay là muốn nghe bài nhạc tiếng Anh nè. Coming Home đi. Coming Home tiếng Anh hay lắm. Bài dịch ra tiếng Việt cũng hay lắm. Mình đang tìm cách dịch ra tiếng Việt nè. Chú giống... đánh nhạc, chú giống soạn thảo nhạc thiên đàng nè, chú giống đánh lead guitar, còn cái người ca là cái bà giống sao đó, bà từ lúc bà không biết ca gì hết mà dạy cho bà ca được như vậy nè. Bà ca cũng hay lắm, nhưng mà bà ly dị chú giống, tại vì bà nói là chú giống không có dùng đủ thời giờ cho bà ly dị mình, bà làm vậy đó. Vậy bây giờ chú giống độc thân khỏe lắm. Bà này bà cũng ham chơi. Ok rồi. Ủa sao cắt hai vậy?
Chú Giống mến chào tạm biệt nha. Di Lạc Phật Vương mến chào tạm biệt toàn thể đồng bào nhân loại. Ok, you all have a good day, ok? I love you all. Ok. Be with Jesus and be happy, ok? Rồi, chú Giống mến chào tạm biệt. Be with Jesus and be happy. That's right.